gì một môn học trong chương trình đào tạo luật của sinh viên ngành luật. Trước hết tôi xin được giới thiệu, tôi là Trần Thị Bích Nga, hiện nay đang là giảng viên của khoa luật kinh tế trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Tôi được mời tham gia giảng dạy môn học xã hội học pháp luật. Đây là một môn học hoàn toàn mới trong chương trình đào tạo ngành luật của sinh viên. Thế thì ở trong môn học này chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất đấy là tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị những cái nội dung liên quan đến môn học ở trong video clip này. Và cái phần thứ hai là phần mà chúng ta sẽ gặp gỡ nhau ở trên lớp học e-learning trực tuyến vào các tối ngày 21, 22 và 23 tháng 10 trong thời gian tới. Thế thì trong cái nội dung phần học này thì trước hết tôi sẽ giới thiệu khái quát về nội dung của môn học. Thì chúng ta biết rằng là xã hội học pháp luật là một cái ngành học xã hội chuyên biệt, nghiên cứu các quy luật và tính quy luật của quá trình phát sinh, tồn tại, hoạt động của pháp luật trong xã hội và trong mối liên hệ với các chuẩn mực của xã hội. Ví dụ như là mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức, mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị, mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, vân vân. Và môn học cũng nghiên cứu về nguồn gốc, bản chất xã hội cũng như là các chức năng xã hội học của pháp luật, các khía cạnh của hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật. Đấy. Và có thể nói xã hội học pháp luật là một môn học rất mới ở trong chương trình đào tạo luật của chúng ta. Khoảng 20 năm trở về trước thì môn học này gần như chưa du nhập vào Việt Nam. Và mãi đến năm 1999 thì môn học này mới chính thức được tiếp cận nghiên cứu ở dưới dạng các bài viết và các cái công trình nghiên cứu trên đăng lên các cái tạp chí và các cái trang thông tin điện tử. Và trước khi một cái xác định cái sự cộ tầm quan trọng của môn học đối với chương trình đào tạo của ngành cử nhân luật thì một số trường, một số cơ sở đào tạo luật ở trong cả nước đã đưa môn học này vào trong chương trình đào tạo luật. Và chúng ta thấy rằng đây là một môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành luật. Xã hội học pháp luật cung cấp và trang bị cho sinh viên ngành luật một cách tiếp cận mới. Đấy là tiếp cận xã hội học đối với các cái hiện tượng, các cái sự kiện pháp luật xảy ra trong đời sống xã hội thông qua việc áp dụng các cái phương pháp điều tra xã hội học để thu thập, xử lý, thực nghiệm, làm sáng tỏ nguồn gốc, nguyên nhân cũng như là quá trình phát sinh, tồn tại và phát triển của pháp luật trong xã hội. Và khi nghiên cứu về xã hội học pháp luật cũng giới thiệu cho các anh chị các cái trào lưu nghiên cứu của các hệ thống pháp luật trên thế giới, giúp các anh các chị có một cái nhìn đối với việc nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam nói chung và nói riêng và ở pháp luật của các quốc gia trên thế giới nói riêng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng xác định được, tiếp cận được các cái chuẩn mực như là chuẩn mực về chính trị, chuẩn mực về đạo đức, rồi phân tích làm sáng tỏ được các cái khía cạnh của hoạt động xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật. Như vậy thì với môn học này thì chúng ta thấy rằng vai trò cũng như là các cái chức năng của môn học đối với quá trình đào tạo của chúng ta rất là quan trọng. Thế thì để nắm được các cái nội dung cơ bản mà tôi vừa mới giới thiệu thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung khái quát về môn học xã hội học pháp luật. Thế thì ở trong cái phần giới thiệu khái quát về môn học này thì tôi có 3 nội dung giới thiệu với các anh các chị. Đấy, thứ nhất, đấy là giới thiệu về kết cấu nội dung của môn học. Thứ hai là mục tiêu của môn học. Và thứ ba là yêu cầu đối với môn học này. Đấy, nội dung thứ nhất là về kết cấu nội dung của môn học. Thế thì xã hội học pháp luật nó bao gồm có 8 nội dung cơ bản, cũng tương ứng với 8 nội dung trong chương trình đào tạo mà các anh chị chúng ta đang tiếp cận. Thứ hai là 8 nội dung này nó cũng nằm trong cái chương trình đề cương chi tiết mà tôi đã gửi tới các anh chị ở phần mềm. Ngoài ra thì trong bài giảng phần quốc thì 8 nội dung này cũng đã được tái hiện toàn bộ các cái nội dung cơ bản và quan trọng nhất, thì chúng ta có thể tiếp cận thêm ở trong cái nội dung bài giảng quốc. Thế thì ở các cái nội dung này thì chúng ta thấy ở cái nội dung thứ nhất mà tôi đang giới thiệu cho các anh chị, đấy là chương 1, đấy là khái quát môn học xã hội học pháp luật. Thế thì ở phần khái quát môn học xã hội học pháp luật thì chúng ta biết rằng khi mà nghiên cứu giới thiệu khái quát môn học này thì chúng ta thấy rằng là cái nội dung quan trọng nhất đấy là chúng ta hiểu được thực chất môn học này nghiên cứu về cái gì, hay nói đúng hơn là chúng ta tìm hiểu về các cái đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật.
nó nghiên cứu cái gì, nghiên cứu những cái quan hệ xã hội nào và đặt pháp luật trong mối quan hệ với các cái chuẩn mực khác trong xã hội như thế nào. Bởi vì khi chúng ta nhắc đến một cái thuật ngữ là xã hội học pháp luật, chúng ta thấy nó rất là quen. Quen nhưng chúng ta lại đặt ra một câu hỏi, vậy thì xã hội học là một cái lĩnh vực riêng biệt, là một môn học riêng biệt, là một ngành riêng biệt, là một lĩnh vực riêng biệt. Thế thì xã hội học pháp luật thực chất nó là cái gì? Thế thì khi chúng ta nghiên cứu về xã hội học pháp luật, tức là chúng ta đang nghiên cứu pháp luật trong mối quan hệ với xã hội học. Đấy, trong mối quan hệ với xã hội học. Thế thì chúng ta phải xem là đối tượng nghiên cứu của nó là những cái gì. Thứ hai là các cái phương pháp nghiên cứu của xã hội học pháp luật là gì. Thứ ba là chúng ta sẽ xem các cái chức năng nghiên cứu của xã hội học nó gồm có những chức năng gì, và cuối cùng là chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học pháp luật ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Chúng ta phải xem là cái nguồn gốc, cái mầm mống của xã hội pháp luật nó được manh ra từ khi nào và nó được phát triển như thế nào, và khi vào Việt Nam thì xã hội học pháp luật nó được nghiên cứu dưới góc độ nào, nó có giống với cái nghiên cứu xã hội pháp luật của các quốc gia trên thế giới được hay không, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái chương thứ nhất. Chương thứ hai đấy là chúng ta sẽ nghiên cứu xã hội học pháp luật và cả khái niệm liên quan. Đấy, khi nghiên cứu về xã hội học pháp luật thì chúng ta sẽ nghiên cứu thêm các cái khái niệm liên quan đến xã hội pháp luật, ví dụ như là chúng ta nghiên cứu về hành vi xã hội, ví dụ như chúng ta nghiên cứu về kết cấu xã hội, ví dụ như chúng ta nghiên cứu về các chuẩn mực xã hội, về các cái hành vi lệch chuẩn xã hội, vân vân, để từ đó chúng ta đặt cái mối quan hệ giữa pháp luật với các cái chuẩn mực đó như thế nào. Bởi vì khi mà chúng ta đi nghiên cứu vào trong nội dung của xã hội pháp luật thì các anh chỉ thấy rằng là xã hội pháp luật nó có cái mối quan hệ, hay nói đúng hơn, giữa pháp luật và xã hội học nó là một ranh giới. Và khi nó là một ranh giới thì khi chúng ta nghiên cứu về xã hội pháp luật, chúng ta phải nghiên cứu các cái khái niệm liên quan đến nó. Đấy là nội dung của chương 2. Ở chương 3 là chúng ta nghiên cứu về nguồn gốc, bản chất xã hội và các chức năng xã hội học của pháp luật. Thế thì ở chương 3 này là chương gần như trọng tâm của môn học này. Đấy, chúng ta phải nghiên cứu về nguồn gốc của pháp luật, tức là pháp luật ra đời khi nào. Và khi nghiên cứu về nguồn gốc của pháp luật thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị về các cái trường phái khác nhau, các cái quan điểm khác nhau khi người ta đưa ra các cái nguồn gốc, giải thích lý giải nguồn gốc ra đời của pháp luật, rồi là chứng minh bản chất của pháp luật. Chúng ta biết rằng là pháp luật và nhà nước là hai phạm trù có cùng một bản chất. Vậy thì bản chất của pháp luật nó có giống như bản chất của nhà nước hay không? Và cái cách giải thích về bản chất của pháp luật của các cái nghiên cứu, các cái diễn giả trên thế giới cũng như ở Việt Nam nó như thế nào? Và cuối cùng là chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái chức năng cụ thể, nội dung của các cái chức năng cụ thể của xã hội pháp luật. Ví dụ như là chức năng thực tiễn, ví dụ như là chức năng nhận thức, ví dụ như là chức năng dự báo. Đấy. Thế thì khi nghiên cứu về nguồn gốc của pháp luật, chúng ta đặt pháp luật trong mối quan hệ với xã hội học. Tức là pháp luật là một hiện tượng của xã hội, và nó ra đời cùng với sự ra đời, sự vận động phát triển của lịch sử xã hội loài người. Thế thì pháp luật có từ khi nào? Có từ thời điểm nào? Và cơ sở để hình thành pháp luật ở đây là gì? Và khi nghiên cứu xã hội học pháp luật ở cái góc độ là xã hội học, thì chúng ta sẽ thấy rằng là pháp luật ra đời trong lòng xã hội. Đúng ạ? Trong lòng xã hội. Và ở cái giai đoạn phát triển, ở cái giai đoạn mà pháp luật chính thức được hình thành thực chất là khi nào? Thực chất là khi nào? Đấy, đấy là nội dung thứ ba, chương 3. Ở chương thứ tư, tức là chúng ta sẽ nghiên cứu pháp luật trong mối liên hệ với các chuẩn mực xã hội. Như tôi đã giới thiệu từ đầu, đấy, chúng ta sẽ nghiên cứu pháp luật với các chuẩn mực như là chuẩn mực đạo đức, pháp luật với chuẩn mực phong tôn giáo, pháp luật với các cái chuẩn mực về chính trị, về kinh tế, về văn hóa xã hội, vân vân. Và khi nghiên cứu pháp luật trong mối liên hệ với các cái chuẩn mực đó thì chúng ta sẽ biết rằng là thực chất pháp luật nó hình thành manh nha từ các cái chuẩn mực đó, hay là pháp luật nó định hướng cho các cái chuẩn mực đó. Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là pháp luật định hướng cho các chuẩn mực, hay từ các cái chuẩn mực đó mà hình thành nên các cái quy phạm pháp luật. Đúng ạ. Bởi vì trong thực tế thì chúng ta thấy rằng là cái giai đoạn tồn tại của pháp luật nó không phải là tồn tại trong mọi xã hội. Và khi mà chúng ta tìm hiểu ở chương 3 ấy, chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc ra đời của pháp luật, chúng ta sẽ thấy rằng là pháp luật ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước. Vậy thì khi mà nhà nước chưa ra đời
thì rõ ràng là pháp luật chưa ra đời, nó chưa tồn tại. Thế thì khi mà pháp luật chưa tồn tại thì trong xã hội sẽ tồn tại những cái gì? Đó chính là những cái chuẩn mực mà chúng ta sẽ được nghiên cứu ở trong chương 4, tức là nghiên cứu pháp luật trong mối liên hệ với các chuẩn mực đó. Như vậy thì rõ ràng là các cái chuẩn mực xã hội nó có trước sự tồn tại của pháp luật, và chúng ta sẽ xem là khi pháp luật ra đời thì cái mối liên hệ giữa pháp luật với các chuẩn mực đó như thế nào. Đấy là nội dung của chương 4. Ở chương 5, tức là chương về sai lệch và sai lệch chuẩn mực pháp luật, khi nghiên cứu về chương này thì bản thân tất cả các cái cá nhân, những cái chủ thể trong quan hệ pháp luật nói chung ấy, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ nhận thức được thế nào là hành vi lệch chuẩn, thế nào là hành vi sai lệch, và sai lệch chuẩn mực pháp luật ở đây là gì, đúng không ạ? Và cái cơ sở để đo lường cái tính sai lệch này là gì? Và chúng ta thấy rằng là trong nghiên cứu về xã hội học pháp luật, người ta giải thích rằng, người ta lý giải rằng là các cái hành vi lệch chuẩn này nó không giống nhau, nó không giống nhau. Ở mỗi cái mức độ nhận thức của con người, của mỗi cá nhân khác nhau, thì cái việc biểu hiện các cái hành vi lệch chuẩn này là khác nhau. Thế thì tại sao chúng ta phải nghiên cứu về các cái hành vi lệch chuẩn này? Là bởi vì sao ạ? Bởi vì là khi mà chúng ta nghiên cứu về các cái mức độ cũng như là quá trình hình thành các cái hành vi lệch chuẩn này, chúng ta sẽ có những cái thước đo chuẩn mực trong các cái quy định của pháp luật. Cho nên chúng ta mới xác định hành vi nào đối với cá nhân tổ chức, rồi hành vi nào đối với các cái chủ thể có năng lực, chủ thể bị hạn chế năng lực, rồi là chủ thể gì mất năng lực, vân vân. Và cái việc nghiên cứu này nó sẽ giúp cho các nhà làm luật trong quá trình xây dựng các cái quy định của pháp luật một cách chính xác, một cách chính xác. Đấy. Ở nội dung chương 6, đấy là các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật. À, chương 6, chương 7, chương 8 có 3 cái nội dung liên quan đến hoạt động thực hiện pháp luật. Đấy chính là các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật, rồi các khía cạnh xã hội của hoạt động thực hiện pháp luật, và các khía cạnh của hoạt động áp dụng pháp luật. Thế thì ở chương 6 này chúng ta sẽ nghiên cứu về cơ sở của quá trình xây dựng pháp luật, rồi là nội dung của hoạt động xây dựng pháp luật, rồi là các cái biện pháp để xây dựng pháp luật. Cuối cùng là chúng ta nghiên cứu về cái tính tất yếu của hoạt động xây dựng pháp luật đối với bất kỳ một cái quốc gia nào. Đấy. À, và khi mà nghiên cứu về hoạt động xây dựng pháp luật ấy, trong cái mối quan hệ xã hội học pháp luật, thì chúng ta sẽ thấy rằng là hoạt động xây dựng pháp luật nó không phải là tự nhiên phát sinh ở trong các nước, mà hoạt động xây dựng pháp luật nó phát sinh trên cơ sở yêu cầu của sự tồn tại xã hội. Tức là các cái mối quan hệ xã hội cần phải có sự điều chỉnh bởi pháp luật. Và tất cả quá trình hình thành và phát triển cũng như là sự vận động tồn tại của xã hội loài người, nó cần phải có một cái chuẩn mực để điều chỉnh các cái hành vi của con người, của các cái chủ thể trong các cái mối quan hệ đó. Và cái mà để điều chỉnh các cái hành vi của con người trong xã hội đó không gì khác chính là pháp luật. Thế thì khi mà nghiên cứu về các khía cạnh của hoạt động xây dựng pháp luật trong mối quan hệ với xã hội pháp luật, thì chúng ta sẽ thấy là người ta lý giải về nguyên nhân vì sao cần phải xây dựng pháp luật, rồi là các cái phương thức xây dựng pháp luật như thế nào, các cái biện pháp xây dựng pháp luật như thế nào, và cuối cùng cái mà người ta muốn đạt được đấy là làm thế nào để nâng cao được hiệu quả của hoạt động xây dựng pháp luật hiện nay. Đấy là nội dung của chương 6. Chương 7 là các cái khía cạnh hoạt động xây thực hiện pháp luật. Thế thì chúng ta biết rằng là pháp luật khi được ban hành nó cần phải có quá trình tổ chức thực hiện. Và người ta đặt ra một cái nghiên cứu, đấy là để pháp luật đó thực sự được đi vào trong thực tế của đời sống, điều chỉnh được các cái hành vi của các chủ thể trong quan hệ xã hội, thì nó cần phải được tổ chức thực hiện. Thế thì ở chương này người ta nghiên cứu về các cái nội dung liên quan đến các khía cạnh của hoạt động thực hiện pháp luật. Ví dụ như là sử dụng pháp luật, ví dụ như là tuân thủ pháp luật, ví dụ như là thi hành pháp luật, và ví dụ như là áp dụng pháp luật. Thế thì cái quá trình tổ chức thực hiện pháp luật này được thực hiện bởi các chủ thể có liên quan, trong đó bao gồm cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước. Thế thì trong cái nội dung của chương 7 này, ngoài việc người ta nghiên cứu về các cái nội dung liên quan đến thực hiện pháp luật, thì người ta còn đặt thực hiện pháp luật trong mối liên hệ với xã hội học. Thế thì tại sao lại đặt mối liên hệ trong cái quan hệ với xã hội học? Bởi vì chúng ta thấy rằng là pháp luật là một hiện tượng xã hội,
Nó là một hiện tượng xã hội, nó là một thành tố cấu thành nên kiến trúc thượng tầng. Và chúng ta thấy rằng là pháp luật nó cũng phản ánh cái phương thức sản xuất trong xã hội, cái phương thức tồn tại trong xã hội. Thế thì tất cả mọi cái tổ chức hoạt động, xác định hành vi của con người, của các chủ thể trong xã hội đó phải được điều chỉnh bởi pháp luật. Nhưng pháp luật đó được tổ chức như thế nào lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là yếu tố về kinh tế, ví dụ như là yếu tố về chính trị, ví dụ như là yếu tố về quá trình tổ chức thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước. Đấy, thì đấy là nội dung thứ 7. Và mục đích của cái việc mà chúng ta nghiên cứu ở chương 7 này, đấy là chúng ta tìm ra cái giải pháp làm thế nào để chúng ta nâng cao được cái hiệu quả thực thi pháp luật trong thực tế của đời sống. Đấy là nội dung ở chương 7. Ở chương 8 là cái nội dung cuối cùng của môn học này, đấy là các khía cạnh của hoạt động áp dụng pháp luật. Thế thì chúng ta biết rằng là áp dụng pháp luật là một cái hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước. Bằng cái các cái nghiệp vụ, chức năng của mình thì người ta đưa ra cách thức áp dụng hoạt động pháp luật trong thực tiễn của đời sống. Đấy. Và cái hoạt động áp dụng pháp luật có hiệu quả hay không, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Phụ thuộc vào sự điều tiết của nhà nước, phụ thuộc vào cơ chế điều chỉnh của pháp luật, và phụ thuộc vào cách thức, khả năng, năng lực, trình độ áp dụng của các cái chủ thể có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước. Thế thì mục đích của việc chúng ta nghiên cứu ở chương 8 này, đấy chính là chúng ta làm thế nào, đặt ra câu hỏi là làm thế nào để nâng cao được cái hiệu quả của áp dụng pháp luật. Như vậy nói tóm lại, toàn bộ cái cấu nội dung của môn học này, chúng ta nghiên cứu về mối liên hệ giữa pháp luật với các hiện tượng xã hội, hay nói đúng hơn là pháp luật trong xã hội học. Và mục tiêu cuối cùng của các cái nội dung này, đấy là chúng ta làm thế nào để chúng ta nhận diện được cơ sở hình thành, quá trình hình thành, vai trò, bản chất và tính hiệu quả của pháp luật trong thực tiễn của đời sống. Thì đấy là toàn bộ kết cấu về nội dung của môn học mà tôi giới thiệu sơ qua đối với các anh chị. Thế thì tất cả những cái nội dung này thì chúng ta sẽ có được chia làm hai phần như tôi đã giới thiệu từ ban đầu. Phần thứ nhất đấy là phần giới thiệu khái quát ở trên video clip này, và cái phần thứ hai là chúng ta sẽ làm việc trực tiếp ở trên lớp học trực tuyến e-learning. Đấy. Cái nội dung tiếp theo đấy là về mục tiêu của môn học. Thế thì cái cơ bản nhất mà khi chúng ta tiếp cận với bất kỳ một cái môn học nào, đấy là sau khi học xong môn học chúng ta đạt được cái gì, đúng không ạ? Học viên, sinh viên, chúng ta đạt được cái gì từ sau khi mà chúng ta nghiên cứu về môn học này? Thế thì có ba cái mục tiêu mà tôi đặt ra đối với môn học này. Thứ nhất là về kiến thức, thứ hai là về kỹ năng, và thứ ba là về mặt nhận thức. Thế thì về kiến thức ấy, sau khi học xong môn học này thì các anh các chị có thể trình bày được nguyên nhân xuất hiện, quá trình hình thành và phát triển của xã hội học pháp luật, các trào lưu nghiên cứu của xã hội học pháp luật trên thế giới, và chúng ta nắm được đối tượng nghiên cứu và các cái chức năng của xã hội học pháp luật. Đấy. Làm thế nào thì làm, nhưng khi chúng ta học xong cái môn học này, và đặc biệt là ở cái chương khái quát, các anh các chị phải nắm được nguyên nhân xuất hiện của pháp luật, quá trình hình thành và phát triển của pháp luật. Và nếu có thể thì chúng ta có thể nghiên cứu thêm một số cái trào lưu nghiên cứu về xã hội học pháp luật nói chung và pháp luật nói riêng ở trên thế giới. Và chúng ta nắm được các cái mối quan hệ mà được xã hội học pháp luật điều chỉnh, nó là những cái quan hệ gì, như thế nào. Và chúng ta nghiên cứu các cái chức năng của xã hội pháp luật, hay nói đúng hơn là hiểu được bản chất của các chức năng xã hội học pháp luật như thế nào. Thì đấy là về cái nội dung thứ nhất. Cái nội dung thứ hai về mặt kiến thức ấy, mà các anh chị cần phải đạt được, đấy là phân biệt được cách tiếp cận xã hội học đối với các sự kiện, các hiện tượng, các vấn đề pháp luật, và cách tiếp cận cách khoa học luật. Chúng ta biết rằng là tiếp cận khoa học luật ấy, thì nó tiếp cận nhiều phương diện khác nhau, hay nói đúng hơn là chúng ta tiếp cận liên ngành đa ngành khoa học xã hội. Và ở cái góc độ xã hội học ấy, thì chúng ta tiếp cận về các cái sự kiện, các cái hiện tượng, các vấn đề xoay quanh xã hội học pháp luật. Đấy là cái nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba về mặt kiến thức, đấy là các anh các chị có thể trình bày được cách thức tiến hành một cuộc điều tra xã hội học. Trên cơ sở đó có thể phân tích, quan sát, phỏng vấn và thực nghiệm vận dụng chúng vào việc tìm hiểu các vấn đề pháp luật. Khi chúng ta nghiên cứu về xã hội học pháp luật thì cái điều quan trọng nhất đấy là chúng ta biết vận dụng các phương pháp để tiếp cận nó như thế nào.
để từ đó chúng ta tìm hiểu các cái vấn đề pháp luật mang tính chất chuyên sâu. Ví dụ như bây giờ có một cái hiện tượng pháp lý xảy ra, thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải hướng đến đấy là chúng ta tiếp cận cái tình huống đó như thế nào. Sau đó chúng ta mới diện tìm hiểu cái phương pháp, cách thức để giải quyết nó. Thế thì cái cách thức giải quyết nó đấy là chúng ta viện dẫn được các cái quy định của pháp luật để giải quyết một cái hiện tượng pháp lý xảy ra. Đấy, đấy là cái quá trình vận dụng kiến thức của môn học này. Nội dung thứ tư trong môn học này về mặt kiến thức đấy là các chị có thể so sánh, phân tích được cái mối quan hệ, sự tác động qua lại giữa các cái chuẩn mực pháp luật với các loại chuẩn mực xã hội khác. Ví dụ như là chuẩn mực chính trị, ví dụ như là chuẩn mực đạo đức, ví dụ như là chuẩn mực tôn giáo. Đấy. Thế thì chúng ta so sánh, chúng ta phân tích cái mối quan hệ này để làm gì? Để làm gì? Chúng ta thấy rằng là trong quá trình nghiên cứu về nội dung của xã hội pháp luật có hai nội dung rất là quan trọng. Đấy là tính hiệu quả của pháp luật và tính không hiệu quả của pháp luật. Thế thì khi chúng ta nghiên cứu về cái mối quan hệ giữa pháp luật với các chuẩn mực này, nó có một cái mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Đấy là các chuẩn mực đạo đức của xã hội, các chuẩn mực về tôn giáo, các chuẩn mực về chính trị, nó quyết định bao nhiêu phần trăm trong cái tính hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng là hiệu quả của hoạt động pháp luật nó ngoài việc là phụ thuộc vào hiệu quả của quá trình xây dựng pháp luật, nó phụ thuộc vào hiệu quả của thực hiện pháp luật, nó phụ thuộc vào hiệu quả của áp dụng pháp luật, thì nó còn phụ thuộc vào một cái yếu tố nữa, đấy chính là nhận thức. Nhận thức, các cái giá trị trong xã hội, quá trình nhận thức pháp luật của các chủ thể trong xã hội. Thế thì các cái chuẩn mực này nó sẽ tác động rất lớn đến cái thái độ, đến hành vi, đến việc xác định các cái hành vi của các chủ thể trong xã hội. Thì cái việc nghiên cứu này chúng ta rất có ý nghĩa, và bản thân các anh các chị phải so sánh được, phân tích được cái mối liên hệ, cái sự tác động qua lại giữa pháp luật với các cái chuẩn mực đó. Và nội dung thứ 6 ở trong cái phần kiến thức của môn học này đấy là các anh các chị phân tích được các khía cạnh của hoạt động xây dựng pháp luật, các khía cạnh của hoạt động xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật. Như vậy là về mặt kiến thức chúng ta có 6 nội dung mà chúng ta cần phải nắm được. Thế thì ở cái nội dung thứ 6 ấy, là cái nội dung mà nó đòi hỏi kiến thức cao nhất. Đòi hỏi kiến thức cao nhất, tức là từ cái kiến thức tổng hợp, từ nội dung thứ nhất cho đến nội dung thứ 6, thì chúng ta thấy rằng là ở nội dung thứ 6 là cái nội dung mà chúng ta cần một cái kiến thức rất là tổng hợp. Đấy là chúng ta phải phân tích được, hiểu được về các cái khía cạnh của hoạt động xây dựng pháp luật, rồi các khía cạnh của hoạt động thực hiện pháp luật, và các cái khía cạnh của hoạt động áp dụng pháp luật, cũng như chúng ta nhận diện được các cái yếu tố tác động và các cái biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cái hoạt động này ở nước ta hiện nay. Đấy. Như vậy thì môn học xã hội học pháp luật về mặt kiến thức chúng ta đạt được 6 nội dung như trên. Thứ hai là về mặt kỹ năng. Về mặt kỹ năng thì môn học này rèn luyện cho các anh chị 3 cái kỹ năng cơ bản. Kỹ năng thứ nhất đấy là các anh chị có kỹ năng vận dụng được kiến thức xã hội pháp luật để phân tích, đánh giá tình hình, thực trạng và bản chất của các cái sự kiện, các hiện tượng pháp lý xảy ra trong đời sống pháp luật. Đấy. Khi mà học xong môn học này thì tôi không thể đặt ra cho các anh chị cái yêu cầu quá cao để là chúng ta có thể vận dụng kiến thức của môn học này để giải quyết được các cái tình huống pháp luật, mà chúng ta vận dụng kiến thức của môn học này để chúng ta nhận diện được các cái sự kiện pháp lý đó xảy ra. Bởi vì là nếu như chúng ta mà nhận giải quyết được các cái tình huống đó thì bắt buộc chúng ta phải học các cái môn học chuyên ngành thì chúng ta mới giải quyết được. Còn ở trong môn học này thì cái kỹ năng của các anh chị đấy là rèn luyện được cái kỹ năng vận dụng kiến thức xã hội học pháp luật để phân tích, để đánh giá, để nhận diện được bản chất của các cái sự kiện, các cái hiện tượng pháp lý. Còn để vận dụng nó để giải quyết các cái hiện tượng pháp lý thì lại phải vận dụng kiến thức của các môn học chuyên ngành mà sau này các anh chị sẽ được học. Đấy. Thứ hai là các anh chị có được cái kỹ năng hình thành và củng cố sử dụng một cách linh hoạt các cái công cụ xã hội học. Ví dụ như là phương pháp điều tra, phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, rồi là phương pháp thực nghiệm, vân vân, để chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu và làm sáng tỏ các cái vấn đề pháp luật trong suốt quá trình chúng ta nghiên cứu và học tập các cái ngành lực chuyên ngành sau này khi mà các anh chị tiếp cận. Đặc biệt là sau khi ra trường chúng ta vận dụng được các cái biện phương pháp này trong quá trình chúng ta nghiên cứu, trong quá trình chúng ta giải quyết các cái tình huống thực tiễn, hay là chúng ta thực hiện một cái nghiên cứu
khoa học về ngành luật thì chúng ta cũng vận dụng được các cái kiến thức của sở học pháp luật để chúng ta có thể phân tích, lý giải và thực chứng, kiểm chứng các cái thông tin mà chúng ta đưa ra ở trong các cái bài viết của chúng ta sau này. Cái kỹ năng thứ ba đấy là rèn luyện được cho chúng ta một cái kỹ năng nghiêm túc, độc lập, sáng tạo, biết cách vận dụng và tiếp cận liên ngành khoa học xã hội. Tức là từ trước tới nay thì chúng ta vẫn sử dụng một cái công cụ nghiên cứu, một cái phương pháp nghiên cứu rất là cổ điển. Đấy là chúng ta tiếp cận ở những cái cách thức tiếp cận rời rạc, cá biệt. Ví dụ như tiếp cận về thống kê, rồi về điều tra xã hội học, rồi là về thu thập thông tin, xử lý thông tin, vân vân. Thì bây giờ sau khi học xong môn học này thì các anh các chị sẽ có một cái kỹ năng nghiên cứu liên ngành đa ngành. Liên ngành đa ngành tức là chúng ta sâu chuỗi các cái ngành khoa học xã hội với nhau để chúng ta cùng phân tích một cái hiện tượng, cái sự kiện có thể là pháp luật, có thể là xã hội xảy ra trong thực tiễn của đời sống. Thứ ba là cái yêu cầu thứ ba đấy là về thái độ, tức là về nhận thức của người học. Thế thì sau khi học xong môn học này thì chúng ta thu được ba cái kết quả cơ bản sau đây. Thứ nhất là chúng ta hình thành được cái niềm say mê, hứng thú trong quá trình học tập, nghiên cứu giỏi học pháp luật và cả cái ngành khoa học luật khác. Thứ hai là chúng ta chủ động, tự tin để lý giải và phân tích về một vấn đề pháp luật. Và cuối cùng, đấy là chúng ta tôn trọng, biết lắng nghe và đặc biệt là chúng ta hình thành trong mình một cái hành vi xử xử đúng với các chuẩn mực của xã hội, đúng với các chuẩn mực của pháp luật. Thì đấy là ba cái mục tiêu của môn học mà tôi đặt ra. Thế thì để các anh các chị có thể tiếp cận được với môn học này thì chúng ta nghiên cứu trên cơ sở các cái tài liệu, các cái giáo trình, ngoài cái bài giảng mà tôi đã cung cấp cho các anh các chị ở bản mềm, ngoài đề cương môn học và các cái giáo trình mà Viện Đào tạo Mở Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Huế đã cung cấp cho các anh các chị, thì tôi giới thiệu thêm để các anh các chị có thể nghiên cứu và tiếp cận thêm một số cái tài liệu tham khảo sau đây. Thứ nhất đấy là giáo trình giảng học pháp luật của Trường Đại học Luật, Nhà xuất bản Tư pháp Hà Nội năm 2018. Đây cũng là một cái cuốn rất là hay của tập thể tác giả rất là nổi tiếng và cũng là những cái người dẫn đầu trong cái quá trình tìm kiếm, trong cái quá trình đưa giáo dục pháp luật về Việt Nam và về với các cái trường, các cái cơ sở đào tạo luật. Cuốn thứ hai mà các anh chị đang có trong tay đấy là giáo trình giáo dục pháp luật của Nhà xuất bản Đại học Huế năm 2017. Thì đây là hai cuốn tài liệu tham khảo, hai cuốn giáo trình để các anh các chị có thể sử dụng trong suốt quá trình chúng ta học môn học này. Đấy. Cái nội dung thứ ba ở trong phần này đấy là tôi sẽ giới thiệu khái quát về nội dung của môn học. Giới thiệu khái quát về nội dung của môn học. Như vậy là lúc nãy tới giờ thì tôi đang giới thiệu với các anh các chị về tổng quan, tức là những cái phần, những cái nội dung mà các anh các chị sẽ được học ở trong môn học này. Thế thì bây giờ tôi sẽ dành cái thời gian còn lại ở trong video clip này để giới thiệu cho các anh chị nội dung của chương 1. Tức là chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm, về chức năng, về phương pháp điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh của sở luật pháp luật, về lịch sử hình thành của sở luật pháp luật. Ví dụ như là tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị là cơ sở hình thành sở luật pháp luật là gì, rồi quá trình hình thành sở luật pháp luật như thế nào, và cuối cùng là giới thiệu về nội dung nghiên cứu cơ bản của sở luật pháp luật ở trong môn học này. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của chương 1. Đấy. Và bắt đầu nội dung của chương 1 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm thế nào là sở luật pháp luật. Có bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là vậy thì việc nghiên cứu môn học sở luật pháp luật nó có ý nghĩa như thế nào? Tại sao trong những năm gần đây thì người ta cho rằng cái việc nghiên cứu sở học pháp luật đối với chương trình đào tạo luật của sinh viên ở trong nước lại quan trọng như thế? Đúng ạ, 20 năm trở về trước thì môn học sở học pháp luật chưa được đưa vào trong chương trình đào tạo luật ở Việt Nam của chúng ta. Hay nói đúng hơn là trong những năm gần đây thì môn học này mới được đưa vào trong chương trình đào tạo cử nhân luật. Thế thì chúng ta phải xác định là gì ạ? Nó phải có một cái ý nghĩa quan trọng như thế nào thì người ta mới đưa môn học này vào. Thứ hai là chúng ta biết rằng là sở học pháp luật nó là một nội dung, hay nói đúng hơn nó là một thành phần của sở học. Thế thì trước khi mà chúng ta tiếp cận với khái niệm sở học pháp luật thì chúng ta sẽ tiếp cận với khái niệm thế nào là sở học, đúng không ạ? Để chúng ta biết rằng là thực chất sở học pháp luật nó là một nội dung nghiên cứu của sở học nói chung, thì sở học pháp luật nó là cái gì,
thì nó phải xuất phát từ cái quá trình nghiên cứu của sở học nói chung. Thế thì bây giờ các anh chị có thể đi vào cái khái niệm đầu tiên, đấy là khái niệm thế nào là xã hội học. Thế thì chúng ta biết rằng là môn xã hội học thì có lẽ là không phải là xa lạ gì đối với sinh viên của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta được học môn xã hội học với vai trò là môn đại cương. Và khi nghiên cứu về xã hội học thì các anh chị sẽ thấy rằng là xã hội học là một lĩnh vực khoa học xã hội. Nó là một lĩnh vực khoa học xã hội nghiên cứu quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động, biến đổi, mối quan hệ tương tác qua lại giữa con người với xã hội. Nó nhận diện rất rõ ràng đấy là gì ạ? Xã hội học là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu giữa một bên là con người với tư cách là cá nhân, với tư cách là nhóm, với tư cách là cộng đồng xã hội, với một bên là xã hội, với tư cách là hệ thống xã hội, rồi là gì ạ? Thiết chế xã hội và cơ cấu xã hội. Như vậy thì nó một cách khái quát nhất thì gì ạ? Xã hội học là cái ngành xã hội nghiên cứu về mối quan hệ tương tác, về hành vi của con người, về mối quan hệ hữu cơ, sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa con người với một bên là gì ạ? Các thiết chế xã hội, các cơ cấu xã hội và hệ thống xã hội. Như vậy thì khác với xã hội học thì xã hội học pháp luật nó là nghiên cứu được cái gì? Thì chúng ta thấy rằng là nếu như xã hội học nghiên cứu về cái mối liên quan, cái sự tác động qua lại giữa một bên là con người, tức là với vai trò là cá nhân, với một bên là cái sự tác động với các cái thiết chế xã hội, với các cái cơ cấu xã hội, với hệ thống xã hội, thì xã hội học pháp luật nó sẽ nghiên cứu được cái gì? Thì chúng ta đi vào cái nội dung thứ hai, đấy là khái niệm về xã hội học pháp luật. Thế thì chúng ta biết rằng là nó là một nội dung của xã hội học và là một phần của xã hội, trong nghiên cứu của xã hội học nói chung. Thì xã hội học pháp luật được xem đó là một ngành khoa học xã hội chuyên biệt. Chuyên biệt tức là nó nghiên cứu về các cái quy luật của xã hội, về cơ sở hình thành của quá trình phát sinh, tồn tại, hoạt động của pháp luật trong xã hội, trong mối liên hệ với các cái chuẩn mực xã hội khác, như là nguồn gốc, bản chất, các chức năng xã hội học của pháp luật, rồi các khía cạnh của hoạt động xây dựng pháp luật, của hoạt động thực hiện pháp luật và của hoạt động áp dụng pháp luật. Như vậy thì nhìn vào cái khái niệm xã hội học pháp luật thì chúng ta có thể, các anh chị có thể thấy rằng là xã hội học pháp luật nó là một ngành khoa học xã hội chuyên biệt. Nó là một ngành khoa học xã hội chuyên biệt, tức là những cái đối tượng mà ngành xã hội học pháp luật hướng đến đó chính là các cái quy luật của xã hội, quá trình hình thành của xã hội, phát sinh tồn tại của pháp luật trong xã hội, tức là nó chỉ nghiên cứu ở khía cạnh là mối quan hệ giữa pháp luật trong xã hội, của pháp luật trong xã hội. Ví dụ như là sự ra đời của pháp luật, ví dụ như là bản chất của pháp luật, ví dụ như là sự ảnh hưởng của pháp luật trong cái mối quan hệ với xã hội, rồi là quá trình vận dụng pháp luật trong xã hội như thế nào, mối quan hệ giữa pháp luật với các chuẩn mực của xã hội, mối quan hệ giữa pháp luật với các hành vi xã hội, mối quan hệ giữa pháp luật với các thiết chế xã hội và mối quan hệ giữa pháp luật với diện hiệu quả của quá trình tổ chức thực hiện pháp luật, của các cái khía cạnh xây dựng pháp luật, của các cái khía cạnh thực hiện pháp luật và của các khía cạnh áp dụng pháp luật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật nó sẽ hẹp hơn đối tượng nghiên cứu của xã hội học nói chung, đúng không ạ? Bởi vì nó là một ngành chuyên biệt. Chuyên biệt ở đây nó được thể hiện ở cái việc là nó chỉ nghiên cứu về các cái khía cạnh liên quan đến pháp luật, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu một cái nội dung nữa, đấy là các cái chức năng của pháp luật. Chúng ta biết rằng là pháp luật, xã hội học pháp luật thì nó có ba cái chức năng cơ bản. Cái chức năng thứ nhất, chức năng nhận thức. Thứ hai là chức năng thực tiễn. Thứ ba là chức năng dự báo. Thế thì ở cái chức năng nhận thức của xã hội học pháp luật ấy, thì xã hội học pháp luật nó có ý nghĩa như thế nào? Nó có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta thấy rằng là trong cái chức năng nhận thức thì xã hội học pháp luật nó giúp định hướng cái tư duy của con người, cái suy nghĩ của con người đến với cái hoạt động nhận thức pháp luật. Ví dụ như là pháp luật ra đời để làm gì? Đúng ạ, ý nghĩa của pháp luật như thế nào? Rồi là tại sao trong cuộc sống con người cần phải định hướng cái hành vi của mình trong quá trình thực hiện? Đúng ạ,
Chức năng nhận thức này nó có cái vai trò đó là nó định hướng hành vi của con người. Ví dụ như bản thân của chúng ta, khi chúng ta tham gia vào các cái quan hệ xã hội, chúng ta biết được, đúng không ạ, chúng ta hiểu được những cái hành vi nào là những cái hành vi chúng ta được phép thực hiện, những cái hành vi nào là những cái hành vi mà chúng ta không được phép thực hiện, những cái hành vi nào là những cái hành vi mà chúng ta gì ạ, thực hiện sẽ vi phạm các cái quy định của nhà nước, vi phạm các cái quy định của pháp luật. Thế thì cái chức năng nhận thức của pháp luật nó định hướng hành vi của con người, nó giúp chúng ta nhận thức được và có thái độ đúng đắn khi chúng ta tham gia vào các cái quan hệ xã hội, và nó là cái cơ sở để chúng ta xác lập các cái hành vi trong thực tiễn. Một cái yếu tố nữa của chức năng nhận thức của sở luật pháp luật đấy là trên cơ sở hiểu được, nhận diện được cái quá trình tồn tại của pháp luật ở trong thực tiễn của đời sống, thì người ta biết được rằng là gì ạ, pháp luật vận động cùng với quá trình phát triển của xã hội, và cái sự tồn tại của pháp luật nó bị chi phối bởi cả cái yếu tố về mặt chính trị, về mặt kinh tế, về mặt văn hóa, về mặt tư tưởng của xã hội đó. Và chúng ta cũng biết rằng là từ cái chức năng nhận thức này trong sở làm pháp luật thì chúng ta thấy rằng là không phải ở cái quốc gia nào cái quá trình nhận thức pháp luật cũng giống nhau, bởi vì cái quá trình nhận thức pháp luật ấy nó phụ thuộc vào yếu tố về chính trị kinh tế, phụ thuộc vào yếu tố về chính trị. Thế thì cả cái thiết chế về chính trị của mỗi quốc gia là khác nhau, đặc thù về kinh tế của các quốc gia là khác nhau, các cái quan hệ sản xuất trong xã hội của mỗi quốc gia là khác nhau, cái sự tồn tại của phương thức sản xuất ở mỗi xã hội là khác nhau. Thế thì cái nhận quá trình nhận thức của xã hội pháp luật nó cũng sẽ khác nhau ở mỗi một xã hội đấy. Và trong quá trình chúng ta nghiên cứu về chức năng nhận thức này, sau này chúng ta sẽ có một cái chương đấy là nghiên cứu các cái nội dung cụ thể của các cái chức năng sau này pháp luật, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta nghiên cứu về chức năng nhận thức này, chúng ta sẽ thấy là ở Việt Nam của chúng ta cái quá trình nhận thức của pháp luật nó đi từ đâu và bây giờ nó đang như thế nào, đúng không ạ? Cái chức năng thứ hai của pháp luật đấy là chức năng thực tiễn. Thế thì cái chức năng thực tiễn của pháp luật nó có một cái vai trò vô cùng quan trọng, bởi vì là chúng ta thấy rằng là thực tiễn của pháp luật nó đặt ra rất là nhiều các yếu tố, như là thực tiễn của hoạt động xây dựng pháp luật, ví dụ như là thực tiễn của hoạt động thực hiện pháp luật, ví dụ như là thực tiễn của hoạt động áp dụng pháp luật. Thế thì khi mà pháp luật được xây dựng và ban hành, quá trình áp dụng pháp luật đó trong thực tiễn như thế nào, cái tính hiệu quả của pháp luật nó có cao hay không, và nguyên nhân của những cái quy định của pháp luật mà trong thực tiễn khi mà chúng ta áp dụng nó có những cái hạn chế, nó có những cái bất cập, nó có những cái phát sinh mà pháp luật nó chưa định lượng được, nó chưa hướng tới được, thì cái quá trình nhận thức thực tiễn này, cái chức năng thực tiễn này sẽ đánh giá về tính hiệu quả pháp luật trong thực tế. Và cái chức năng thực tiễn trong sở pháp luật này nó giúp cho các nhà làm luật có thể phân tích được cái tính hiệu quả của pháp luật khi ứng dụng vào trong thực tiễn, để giúp các nhà làm luật có thể gì ạ, tiên lượng được, có thể dự báo được, có thể hiểu được về quá trình áp dụng pháp luật trong thực tiễn nó có những cái vướng mắc, nó có những hạn chế, có những cái bất cập nào, để từ đó người ta có quá trình điều chỉnh trong quá trình xây dựng pháp luật, có sự điều chỉnh trong quá trình xây dựng pháp luật. Và ở cái chức năng thực tiễn này nó còn có một cái đặc thù nữa, đó là chức năng thực tiễn của xã hội pháp luật nó sẽ phản ánh cái sự tồn tại của xã hội, nó sẽ phản ánh cái sự tồn tại của xã hội. Tức là khi mà pháp luật của chúng ta ban hành thì nó cần phải có một cái tính ổn định tương đối cao, nó cần phải có cái tính tưởng ổn định tương đối cao. Và khi mà pháp luật được ban hành trong thực tiễn thì cái quá trình áp dụng pháp luật đó giúp các nhà làm luật đánh giá được cái tính ổn định bền vững của pháp luật. Tức là có những cái sự kiện, có những cái quan hệ xã hội, có những cái thành phần, có những cái yếu tố tồn tại trong xã hội mà pháp luật của chúng ta đang điều chỉnh, đã điều chỉnh, và chúng ta xem xét là có những cái quan hệ nào mà pháp luật chưa điều chỉnh tới hay không, thì cái chức năng thực hiện này sẽ đánh giá cái vấn đề đó. Và cuối cùng là cái chức năng dự báo của sở học pháp luật. Thế thì cái chức năng dự báo của pháp luật nó có một cái vai trò rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là cái tính bền vững và tính lâu dài, tính ổn định của pháp luật có cao hay không, nó phụ thuộc vào cái chức năng dự báo của pháp luật. Dự báo tức là chúng ta gì ạ, tiên lường được những cái quan hệ xã hội phát sinh trong tương lai mà pháp luật cần phải điều chỉnh.
Để khi mà chúng ta xây dựng pháp luật, chúng ta phải lường trước được các cái quy phạm pháp luật để điều chỉnh các cái hành vi, điều chỉnh các cái quan hệ xã hội đó. Thế thì cái tính dự báo này nó thể hiện ở trên ba cái góc độ khác nhau. Thứ nhất, nó phụ thuộc vào tình hình kinh tế xã hội của đất nước, của xã hội tồn tại ở tại thời điểm đó. Và chúng ta biết rằng là cái quá trình vận động phát triển của lịch sử xã hội loài người thì luôn luôn là gì ạ? Phát triển trong một cái môi trường rất là năng động, nó thay đổi từng ngày, thay đổi từng giờ, và thậm chí là hàng ngày chúng ta thấy là phát sinh rất là nhiều các cái quan hệ xã hội, đặc biệt là quan hệ sản xuất xã hội đó, phát triển với cái môi trường trong cái xã hội là gì ạ? Thương mại hóa, quá trình đô thị hóa, quá trình thương mại hóa và quá trình hợp tác hóa. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự điều chỉnh của pháp luật nó sẽ phải phụ thuộc vào quá trình phát triển và tồn tại của xã hội. Và cái dự báo thứ hai nó được thể hiện ở một cái phương diện nữa, đấy là về thiết chế của xã hội đó. Bất kỳ một cái nhà nước nào, khi mà người ta xây dựng một cái hệ thống pháp luật, người ta cần cái tính ổn định của pháp luật. Đấy, cần tính ổn định của pháp luật. Và cái tính ổn định này sẽ giúp cho các nhà làm luật được gì ạ? Tiên lượng được, nắm bắt được xu thế phát triển của pháp luật, xu thế phát triển của xã hội. Và chúng ta thấy rằng khi mà đánh giá về hiệu quả pháp luật, tính hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng cái tính dự báo này của chúng ta đang còn gì ạ? Rất là hạn chế. Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái quá trình phát triển của pháp luật của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là nó cũng xuất phát từ rất là nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất đấy là cái điểm xuất phát của Việt Nam của chúng ta là cái điểm từ điểm xuất phát thấp. Và cái quá trình phát triển của pháp luật nó cũng trải qua rất nhiều các cái cung bậc khác nhau. Pháp luật của chúng ta ra đời ở trong một cái bối cảnh mà đất nước của chúng ta đang còn trong cái xiềng xích ách áp bức của các cái thế lực thù địch. Và khi mà chúng ta đã giải phóng được đất nước, khi mà chúng ta đã thoát khỏi được các cái thế lực của các cái quốc gia mà xâm chiếm đối với chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là cái tư duy về pháp luật của chúng ta cũng phải khác. Tức là ở mỗi cái thời điểm pháp luật thì chúng ta có những cái cách thức tiếp cận khác nhau. Và trong thời đại ngày nay thì khi mà đất nước của chúng ta đang trên đà phát triển và hội nhập, thì cái tính dự báo của pháp luật này nó lại càng đặt ra hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng ta thấy rằng là đi từ điểm xuất phát thấp thì cái quy định về các cái thiết chế trong xã hội, về các cái mối quan hệ, từ quan hệ sản xuất, từ kiến trúc thượng tầng, cơ sở hạ tầng và các cái quan hệ xã hội của chúng ta, nó cũng tồn tại ở một cái điểm xuất phát thấp. Chính vì thế mà pháp luật của chúng ta thời bấy giờ nó chưa thể tiên lượng được trước những cái vấn đề sẽ xảy ra. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta thực hiện cái đề phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, định hướng theo cơ chế thị trường và có sự quản lý của nhà nước ấy, thì chúng ta thấy rằng cái quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của chúng ta nó quá nhanh, dẫn đến một cái yếu tố đó là pháp luật không theo kịp với sự phát triển của xã hội. Và khi mà pháp luật không theo kịp với sự phát triển của xã hội thì điều đó chứng tỏ rằng cái tính dự báo pháp luật của chúng ta còn rất là hạn chế. Chính vì thế mà khi nghiên cứu về chức năng dự báo của pháp luật, chúng ta nhận thấy một điều rằng là đây là một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng để chúng ta thực hiện xây dựng pháp luật một cách hiệu quả nhất. Đấy là các cái chức năng của sáu hạng pháp luật. Thế thì ba cái chức năng này chúng ta sẽ được học cụ thể ở trong chương 4 mà như cô đã giới thiệu với các anh chị ở phần đầu. Đấy. Cái nội dung tiếp theo đấy là đối tượng và phương pháp nghiên cứu của sở hữu pháp luật. Thế thì ở trong cái nội dung này sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là đối tượng nghiên cứu và phần thứ hai là phương pháp nghiên cứu. Thế thì hai cái phần này cô sẽ giới thiệu rất là khái quát, bởi vì là các cái đối tượng nghiên cứu của sở hữu pháp luật thì chúng ta đã được nghe, đã được tìm hiểu ở trong các cái tài liệu, và nhất là trong cái tài liệu bài giảng các anh chị đang có trong tay ấy, thì cái phần này tôi đã viết rất là kỹ rồi, cho nên tôi sẽ giới thiệu khái quát ba cái quan hệ xã hội mà được sở hữu pháp luật nghiên cứu. Thứ nhất đấy là những cái quy luật và tính quy luật của quá trình phát sinh tồn tại hoạt động của pháp luật trong xã hội, trong mối liên hệ với các chuẩn mực xã hội khác. Tức là cái nhóm nghiên cứu thứ nhất của sở hữu pháp luật đấy là sở hữu pháp luật nghiên cứu về các quy luật và tính hình thành phát triển của các quy luật đó, cũng như là mối quan hệ giữa pháp luật với các chuẩn mực trong xã hội. Thứ hai là xã hội học pháp luật nghiên cứu về nguồn gốc bản chất xã hội và các chức năng xã hội của pháp luật. Như tôi vừa mới trình bày với các anh chị
Về bản chất thì pháp luật nó mang hai cái bản chất rất là cơ bản, sau này chúng ta sẽ được nghiên cứu kỹ ở trong các cái chương tiếp theo. Đấy là chức năng và đấy là gì ạ? Về bản chất giai cấp và bản chất xã hội. Vì sinh ra trong lòng xã hội có giai cấp cho nên pháp luật nó mang tính giai cấp. Và vì sinh ra trong xã hội, sự phát triển của xã hội là một thành phần của xã hội cho nên pháp luật nó mang tính xã hội. Thứ ba là xã hội học pháp luật nghiên cứu về các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật. Như vậy là đối tượng nghiên cứu của xã hội pháp luật gồm có 3 nội dung như ở trên bài giảng mà các anh chị đã nhìn thấy. Nội dung thứ hai, phần thứ hai đấy là về phương pháp nghiên cứu của xã hội học pháp luật. Thế thì để tiếp cận với cái môn học này thì xã hội học pháp luật sử dụng hai cái phương pháp cơ bản. Thứ nhất là phương pháp chung, tức là phương pháp chung là cái phương pháp mà áp dụng cho tất cả các ngành khoa học xã hội. Thì ở cái phương pháp chung này nó bao gồm phương pháp phân tích tổng hợp, rồi phương pháp diễn dịch, quy nạp, phương pháp lịch sử, rồi là phương pháp thống kê, phương pháp điều tra xã hội học, vân vân. Thì đây là những cái phương pháp chung, những phương pháp chung của xã hội học pháp luật nghiên cứu. Thứ hai là ngoài cái phương pháp chung thì xã hội học pháp luật cũng sử dụng các cái phương pháp nghiên cứu riêng biệt của ngành. Ví dụ như là phương pháp thực nghiệm, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp so sánh, phương pháp nghiên cứu liên ngành đa ngành khoa học xã hội. Thì đây là phương pháp đặc thù của xã hội học pháp luật. Thì trên đây là hai cái nội dung cơ bản, đấy là về phương pháp nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật. Chúng ta lại đi vào cái nội dung thứ ba ở phần chương này, đấy là chúng ta sẽ nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học pháp luật, và đây cũng là nội dung cuối cùng trong video này. Ở trong nội dung thứ ba này thì có ba phần cơ bản. Thứ nhất là tôi sẽ trình bày cho các anh chị về cơ sở hình thành xã hội học pháp luật. Nội dung thứ hai đấy là quá trình hình thành xã hội học pháp luật, và thứ ba là các cái nội dung cơ bản của xã hội học pháp luật. Nội dung đầu tiên là về cơ sở hình thành xã hội học pháp luật. Thế thì chúng ta biết rằng là xã hội học pháp luật nó là một cái ngành khoa học xã hội nghiên cứu chuyên biệt về cơ sở hình thành và phát triển của luật học. Cơ sở hình thành phát triển của luật học. Chính vì thế mà chúng ta sẽ nghiên cứu xã hội học pháp luật trong mối tương quan giữa pháp luật và xã hội học. Thế thì cái cơ sở để hình thành xã hội học pháp luật được đánh giá trên ba cái cơ sở sau đây. Thứ nhất đấy là sự phát triển của các cái quan hệ sản xuất trong xã hội. Đấy, khi nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của pháp luật thì người ta căn cứ vào sự phát triển của các quan hệ sản xuất trong xã hội. Chúng ta biết rằng là pháp luật xuất hiện khi có nhà nước, tức là pháp luật ra đời song song cùng với sự ra đời của nhà nước. Và khi chúng ta nghiên cứu về nguồn gốc ra đời của nhà nước thì các anh chị đã được học rồi, đúng không ạ? Nhà nước ra đời từ đâu? Đấy là từ gì ạ? Sự phát triển của các cái quan hệ sản xuất trong xã hội. Đấy. Tôi không giải thích lại nữa về cái nguồn gốc ra đời của nhà nước để các anh chị nắm được. Nhưng các anh chị hiểu rằng là cái sự phát triển các cái quan hệ sản xuất trong xã hội nó được hình thành từ trong lòng xã hội cộng sản nguyên thủy, đúng không ạ? Vào giai đoạn cuối của xã hội cộng sản nguyên thủy thì bắt đầu trong xã hội đã hình thành cái sự phân chia gì ạ? Đã bắt đầu manh mún hình thành cái sự phân chia giai cấp và cái chế độ tư hữu từ về tư liệu sản xuất. Và chính cái sự xuất hiện về tư hữu, về tư liệu sản xuất và cái sự xuất hiện về mâu thuẫn đối kháng giai cấp trong xã hội thì mới nảy sinh, mới hình thành, tạo cái tiền đề về kinh tế, tạo cái tiền đề về xã hội cho sự xuất hiện của nhà nước. Và khi nhà nước ra đời thì chúng ta thấy rằng là nhà điều chỉnh xã hội, nhà nước muốn quản lý xã hội thì nhà nước phải sử dụng một cái phương tiện, một cái công cụ để mà điều tiết các cái hành vi, điều chỉnh các cái hành vi của con người trong xã hội đó. Mà cái công cụ đó không gì khác chính là pháp luật. Và pháp luật ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước, tồn tại trong xã, trong nhà nước. Và chúng ta thấy rằng là khi mà nhà nước chưa ra đời thì chưa có pháp luật. Tí nữa chúng ta sẽ lý giải về quá trình hình thành xã hội pháp luật thì chúng ta sẽ thấy rằng là các quan điểm khác nhau về sự ra đời của pháp luật. Nhưng một cái quan điểm chính thống và một cái quan điểm mà được nhiều học giả ghi nhận đấy chính là pháp luật ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước. Cái cơ sở hình thành thứ hai đấy là chỉ sự lớn mạnh của ý thức giai cấp. Chúng ta biết rằng là trong xã hội khi mà có sự phân chia giai cấp thì nó có hai cái luồng tư tưởng
Thứ nhất là người ta cho rằng pháp luật ra đời là đại diện thể hiện cho ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội. Nhưng cũng có một cái ý kiến khác lại cho rằng là pháp luật ra đời nó không đại diện cho một cái tầng lớp giai cấp nào cả, mà nó đại diện cho tất cả các cái tầng lớp cộng đồng trong xã hội. Thế thì bây giờ để giải thích cho hai cái luồng tư tưởng này thì người ta căn cứ vào các cái quan hệ sản xuất trong xã hội thì người ta lý giải như ở cái cơ sở thứ nhất. Và chúng ta thấy rằng là dù chúng ta có giải thích như thế nào thì pháp luật ra đời cũng là đại diện cho ý thức của tầng lớp giai cấp thống trị trong xã hội. Bởi vì chúng ta biết rằng là nhà nước ra đời là một cái tổ chức quyền lực công cộng đặc biệt, nó đại diện cho ý chí và quyền lực của cái giai cấp thống trị trong xã hội. Thì rõ ràng là cái giai cấp thống trị muốn củng cố địa vị thống trị của mình, muốn quản lý xã hội thì bắt buộc họ phải cho ra đời một cái hệ thống cả cái quy phạm pháp luật để điều chỉnh các cái hành vi trong xã hội đó. Nhưng liệu cái quan điểm đó nó có tồn tại vĩnh viễn ở tất cả các cái quan điểm của các cái nhà nước hay không, của các xã hội hay không, thì chúng ta phải nghiên cứu chuyên sâu ở các cái chương sau để chúng ta lý giải rằng pháp luật có phải là chỉ đại diện cho ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội không. Cái cơ sở hình thành thứ ba đấy là xã hội học pháp luật hình thành trên cơ sở là nhu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp thống trị trong xã hội. Thế thì chúng ta biết rằng là cái nguồn gốc ra đời của pháp luật thì như chúng ta đã giải thích, chúng ta đã nắm được đúng không ạ? Thì đầu tiên pháp luật ra đời là để củng cố bảo vệ quyền và địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội. Thế thì cái cơ sở để hình thành pháp luật nó cũng xuất phát từ cái nhu cầu bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp thống trị. Và sau này thì cái sự phát triển của pháp luật nó sẽ được phát triển theo từng cái cung bậc khác nhau, từng cung bậc khác nhau. Cái việc bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp thống trị này không phải nó tồn tại trong mọi xã hội, mà mỗi một xã hội khác nhau thì cái việc bảo vệ quyền lợi ích này nó cũng được thể hiện khác nhau. Ví dụ như trong nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì pháp luật ra đời nó không bảo vệ cho một riêng ai cả, mà pháp luật ra đời là của diện của dân, do dân vì dân. Tức là nhà nước của dân, do dân vì dân, thì pháp luật ra đời cũng để bảo vệ, củng cố quyền địa vị cũng như là các cái quyền cơ bản của công dân trong cái nhà nước đó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái sự tồn tại của pháp luật ở mỗi quốc gia là khác nhau. Thì cái quá trình mà chúng ta nghiên cứu về xã hội pháp luật là để chúng ta nhận diện về các cái phương diện tồn tại của pháp luật ở trong thực tế của đời sống là như thế. Đấy, thì đấy là nội dung thứ nhất. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình hình thành xã hội học pháp luật. Chúng ta tìm hiểu một chút về quá trình hình thành của xã hội học pháp luật, xem là thực chất xã hội học pháp luật nó được hình thành như thế nào. Đúng ạ, từ đâu mà có cái tư tưởng là hình thành xã hội học pháp luật, và tại sao người ta không gọi là pháp luật trong xã hội học, pháp luật là một hiện tượng của xã hội học, người ta lại gọi là xã hội học pháp luật, mà người ta lại cho rằng xã hội học pháp luật là một ngành khoa học xã hội nghiên cứu chuyên biệt. Đúng ạ, đấy. Thế thì chúng ta biết rằng là rất là nhiều các cái giáo trình, các cái tài liệu người ta viết rằng là xã hội học pháp luật được hình thành từ những năm cuối của thế kỷ 19. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nghiên cứu về các cái trường phái, hệ tư tưởng của các cái nhà triết gia trên thế giới, thì thực chất xã hội học pháp luật không phải là chỉ đến thế kỷ 19 mới hình thành, mà nó được hình thành từ trước đó. Tôi lấy ví dụ như là ở đây tôi chia ra ba cái trường phái hình thành nên cái quan điểm về xã hội học pháp luật. Đấy là trường phái xã hội học pháp luật ở châu Âu, rồi là trường phái về xã hội học pháp luật của Mỹ, và trường phái xã hội học pháp luật ở Việt Nam. Thế thì khi mà tôi chia ra như thế là có một cái cơ sở pháp lý, có một cái cơ sở pháp lý ở chỗ là cái mốc thời gian cho cái sự hình thành hệ tư tưởng pháp luật nó không phải là ở đến cuối thế kỷ 19 nó mới hình thành như một số học giả đã nghiên cứu và đã công bố trên một số cái sách báo cũng như là tạp chí, mà chúng ta thấy rằng là ví dụ như là ở cái trường phái xã hội pháp luật ở châu Âu thì chúng ta thấy là một trong những người mà khi mà tôi nhắc đến thì các anh chị không lạ lẫm gì, đấy chính là một cái học giả nổi tiếng người Pháp, Montesquieu. Ông sinh vào năm 1689 và mất vào năm 1775. Ông là nhà tư tưởng người Pháp nổi tiếng với tác phẩm Tinh thần pháp luật. Ở thế kỷ 18, giữa thế kỷ 18 thì Montesquieu đã cho ra đời cái tác phẩm về tinh thần pháp luật, và chúng ta thấy rằng đây là một cái tác phẩm là cơ sở nền tảng cho quá trình nghiên cứu về xã hội pháp luật sau này. Thế thì nói như thế chúng ta lý giải vì sao
Tinh thần pháp luật được xem là một cái tác phẩm khai sáng cơ sở cho sự hình thành quá trình nghiên cứu xã hội pháp luật. Chúng ta biết rằng là trong tác phẩm về tinh thần pháp luật thì Montesquieu đã cho rằng là gì ạ? Trước khi pháp luật được cấu thành thì đã có những mối tương quan có thể được về công lý. Luật theo nghĩa rộng nhất là những cái quan hệ tất yếu từ trong bản chất của sự vật. Với ý nghĩa này thì mọi vật đều có quy luật của nó. Tức là từ trong cái tư tưởng của cái nhà nghiên cứu này thì pháp luật đã được manh nha từ thế kỷ trước đó. Tức là ông cho rằng là tồn tại của pháp luật, tất cả mọi cái tồn tại của cái xã hội đều có quy luật của nó. Và cái quy luật đó, đó chính là pháp luật. Ông đã đặt nền móng cho cái quá trình hình thành tư tưởng về xã hội pháp luật ngay từ cái thời điểm đó. Đúng ạ. Một cái học giả tiêu biểu thứ hai mà chúng ta thấy đấy chính là Rousseau. Ông là một trong những cái nhà nghiên cứu thuộc trào lưu khai sáng. Với tác phẩm bàn về khế ước xã hội ra đời vào năm 1762, lý giải về quá trình hình thành xã hội và nhà nước trên cái quan điểm của thuyết quyền tự nhiên và hòa thuận xã hội. Ông cho rằng trật tự xã hội không tự nhiên mà có, mà nó được thiết lập trên cơ sở cả công ước. Và ông muốn xây dựng một cái thiết chế chính trị mà ở đó nó dựa trên cái quyền quyết định tự do của cả cá nhân. Đó chính là khế ước xã hội. Tức là ở trong cái tư tưởng của học của cái nhà học thuyết này, ông đã cho rằng là xã hội không phải là tự dưng tồn tại, mà ông muốn hình thành một cái thiết chế chính trị mà ở đó nó đảm bảo được cái quyền tự do về chính trị, tức là cái sự thỏa thuận giữa những con người với nhau trong xã hội, mà cái sự thỏa thuận đó nó được thiết lập bằng một cái khế ước xã hội. Khi mà chúng ta nghiên cứu về nguồn gốc ra đời của nhà nước ấy, thì học thuyết khế ước xã hội cũng giải thích nhà nước ra đời từ đâu. Đấy chính là nhà nước ra đời là sản phẩm của một khế ước xã hội hay còn gọi là một ngoài đầu. Tức là một nhóm người, một cộng đồng người trong xã hội, họ tự thỏa thuận với nhau về các cái lợi ích mà nhóm người này có thể đảm bảo được cho cả cộng đồng, thì những cái người này sẽ tự thỏa thuận với nhau bằng một cái khế ước, và đó chính là nhà nước. Và khi mà cái cộng đồng người này, nhóm người này không thể đảm bảo được những cái quyền lợi của đại đa số nữa, thì cái nhóm cộng đồng này sẽ tự giải tán và được thay thế bởi một cái khế ước khác, và được thay thế bởi một nhà nước khác. Thực ra thì đây là một cái tư tưởng thuộc trào lưu khai sáng, và ông là một trong những người đi đầu trong cái học thuyết về khế ước xã hội, và ông thiết lập một cái trật tự xã hội trên cơ sở là các cái công ước, sự thỏa thuận giữa con người với nhau trong xã hội. Và khi mà nghiên cứu về trường phái xã hội học pháp luật ở châu Âu thì chúng ta không thể không nhắc đến một học giả rất là nổi tiếng, đấy chính là Karl Marx. Ông sinh năm 1818 và mất vào năm 1883. Marx cho rằng pháp luật ra đời gắn liền với sự ra đời của nhà nước. Và theo ông, pháp luật là một thành phần của kiến trúc thượng tầng xã hội, cùng với văn hóa, cùng với chính trị, cùng với xã hội, cùng với pháp luật. Thì pháp luật là những cái quy tắc nó phản ánh phương thức sản xuất của xã hội, phản ánh phương thức của xã hội. Và pháp luật cùng với nhà nước có cùng một bản chất, có cùng một phạm trù, đấy là tính giai cấp và tính xã hội. Như vậy thì các cái trường phái xã hội pháp luật ở châu Âu nổi tiếng đã, người ta đã bắt đầu nhận diện, bắt đầu manh nha tư tưởng về xã hội pháp luật từ những năm cuối của thế kỷ 18, chứ không phải là những năm cuối của thế kỷ 19 nữa. Thế thì cái giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của xã hội pháp luật nó lại phát triển ở cái giai đoạn từ cuối những năm của thế kỷ 19, tức là khi mà các cái trường phái xã hội pháp luật của Hoa Kỳ, người ta đưa ra các cái quan điểm rõ nét về pháp luật, tức là người ta xem pháp luật là một cái công cụ thiết yếu để điều tiết các cái quan hệ xã hội. Thì chúng ta biết rằng là vào đầu thế kỷ, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì ở Mỹ nổi bật lên các cái nhà nghiên cứu như là John Fowler, như là Charles Patton, rồi là nổi bật là tư tưởng của chủ nghĩa thực hiện pháp lý trong nghiên cứu pháp luật. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi pháp luật của các cái chủ thể, đặc biệt ở trong các cái trường phái nghiên cứu này, người ta chú trọng về hành vi ra quyết định của thẩm phán. Và ở các cái trường phái xã hội học pháp luật của Hoa Kỳ thì người ta nghiên cứu ở cái góc độ pháp luật chuyên biệt
chuyên sâu, và người ta cho rằng pháp luật là một cái công cụ tất yếu để điều chỉnh hành vi của con người trong xã hội, và là cái phương tiện để giúp nhà nước thực hiện cái quyền cai trị của mình. Đấy. Và tiếp nối cái tư tưởng của các cái học giả trên thế giới cũng như là các cái trường phái trên thế giới, thì ở Việt Nam của chúng ta, cái tư tưởng về xã hội học pháp luật được chúng ta bắt đầu tiếp cận vào những năm 90 của thế kỷ 21. Tức là khi mà chúng ta tiếp cận xã hội học pháp luật thì chúng ta tiếp cận sau này. Và đầu tiên thì khi mà tiếp cận xã hội pháp luật thì chúng ta mới chỉ tiếp cận ở cái phương diện lý luận, tức là chúng ta chưa nghiên cứu xã hội pháp luật trên phương diện thực tiễn, mà chúng ta tiếp cận xã hội pháp luật ở trên phương diện lý luận, tức là chỉ mới nghiên cứu dừng lại ở các cái công trình nghiên cứu, các cái sách chuyên khảo và điển hình của các cái nhà nghiên cứu của chúng ta cùng với các tác phẩm nổi tiếng, đấy là của Diệp, giáo sư tiến sĩ Đào Trí Úc, hay là giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, hay là phó giáo sư tiến sĩ Lê Vương Long, rồi là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan. Đây là những cái tác giả của các cái cuốn giáo trình, cuốn tài liệu chuyên khảo, các cái bài viết trên các cái tạp chí chuyên ngành về luật. Và đặc biệt là đây là những cái tác giả tiêu biểu đầu tiên mang cái tư tưởng về xã hội pháp luật về với Việt Nam. Và cũng từ cái việc cách tiếp cận này cho nên ngày hôm nay chúng ta được tiếp cận môn học xã hội pháp luật với vai trò là một môn cơ sở ngành. Đấy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng quá trình hình thành xã hội pháp luật nó là một cái quá trình hình thành từ rất là lâu, từ trong hệ tư tưởng của các cái nhà triết học từ thời phong kiến cho đến thời hiện đại và cho đến ngày nay, thì chúng ta thấy rằng là xã hội học pháp luật nó có quá trình hình thành, có quá trình phát triển và tồn tại cho đến bây giờ cùng với sự phát triển của lịch sử xã hội loài người. Đấy. Thế thì khi mà vào Việt Nam thì chúng ta nghiên cứu xã hội học pháp luật, nó ngoài là một khoa học pháp lý chuyên, nó là một khoa học chuyên ngành, thì nó còn là một cái lĩnh vực mà giúp cho các nhà làm luật Việt Nam tiếp cận ở cái phương diện nhận thức lý luận. Tức là khi nghiên cứu về cái môn học này thì giúp các nhà làm luật để tiếp cận pháp luật ở cái phương diện vừa lý luận vừa thực tiễn. Nếu như trước đây chúng ta đưa ra khái niệm là gì ạ? Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận. Thế thì bây giờ cái cách tiếp cận của các nhà làm luật của chúng ta không còn là như thế nữa. Tức là nghĩa là gì ạ? Chúng ta nghiên cứu pháp luật nó không còn là chỉ là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh các cái quan hệ xã hội nữa, mà chúng ta tiếp cận pháp luật phải đặt pháp luật trong mối quan hệ, vai trò của pháp luật với các cái mối quan hệ xã hội khác. Ví dụ như pháp luật với chuẩn mực xã hội, ví dụ như pháp luật với đạo đức, pháp luật với kinh tế, pháp luật với văn hóa, pháp luật với tôn giáo, vân vân. Và cái vị trí vai trò của pháp luật trong các cái thiết chế xã hội khác nhau. Như vậy thì cái khái niệm về pháp luật bây giờ nó đang được mở rộng ra, nó không còn bó hẹp như trước đây nữa. Đấy. Thế thì tại sao cái cách tiếp cận xã hội pháp luật nó lại rộng như thế? Nó không chỉ là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành và hoặc thừa nhận nữa, mà bây giờ nó mở rộng ra ở cái phạm vi lớn hơn, bởi vì cái cách tiếp cận của pháp luật nó không chỉ điều chỉnh hành vi của con người nữa, mà nó còn giúp con người nhận diện được các cái hành vi, nó giúp con người điều tiết được hành vi, nó giúp cho chúng ta nhận thức rộng hơn về vai trò của pháp luật trong thực tế của đời sống xã hội. Thì đấy là cái nội dung về quá trình hình thành xã hội pháp luật. Nội dung cuối cùng trong cái phần này mà tôi muốn giới thiệu với các anh chị đấy là các cái nội dung nghiên cứu cơ bản của xã hội pháp luật. Thế thì xã hội học pháp luật nghiên cứu về các cái mối quan hệ tương quan giữa pháp luật với xã hội học nhằm hai cái mục đích cơ bản. Đấy là để đánh giá cái tính hiệu quả của pháp luật và tính không hiệu quả của pháp luật. Tính hiệu quả của pháp luật thì nó được thể hiện ở trên toàn bộ các cái vấn đề từ cái khâu xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật. Thứ hai là tính hiệu quả của pháp luật phụ thuộc vào bản chất của giai cấp thống trị. Tức là cái tư tưởng của cái giai cấp thống trị đó khi ban hành ra pháp luật nhằm mục đích gì thì cái tính hiệu quả của nó cũng phụ thuộc vào cái yếu tố đó. Tuy nhiên không phải là tất cả. Nhưng chúng ta thấy rằng cái mặc dù pháp luật ra đời trên cơ sở sự tồn tại của khách quan, nhưng pháp luật cũng là do con người của chúng ta ban hành, mà con người của chúng ta ban hành thì dù gì ở một cái phương diện nào đấy thì chúng ta thấy rằng là nó cũng có một cái yếu tố mang tính chủ quan của con người khi xây dựng. Và đặc biệt là pháp luật
ở bất kỳ một cái xã hội nào thì nó cũng đều là gì ạ? Do nhà nước có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Và cái ý chí của pháp luật cũng chính là ý chí của cái giai cấp thống trị, cái giai cấp cầm quyền. Một phần nào đó, một phương diện nào đó nó phản ánh cái ý chí của giai cấp thống trị. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái tính hiệu quả của pháp luật nó cũng phụ thuộc vào yếu tố đó. Thứ ba, đấy là tính hiệu quả của pháp luật còn phụ thuộc vào điều kiện xã hội, rồi các chuẩn mực về văn hóa, về đạo đức, rồi là về chính trị. Như tôi đã giới thiệu với các anh chị về cái mối quan hệ giữa pháp luật với các cái chuẩn mực xã hội. Và chúng ta thấy rằng là cái yếu tố mà tác động đến cái tính hiệu quả của pháp luật nó không chỉ là về vấn đề xây dựng pháp luật như thế nào, không chỉ phụ thuộc vào bản chất của giai cấp thống trị, mà nó còn phụ thuộc vào cả cái quan hệ xã hội, các cái chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực tôn giáo, các cái quy chuẩn mực về chính trị trong xã hội nữa. Và một cái yếu tố cuối cùng trong cái tính hiệu quả của pháp luật đấy tính là tính bền vững của pháp luật. Nó phải điều chỉnh được cả khi có những cái biến động về kinh tế xã hội, tức là nó phải đảm bảo cái tính dự báo của pháp luật như tôi đã trình bày các anh chị ở phần trước. Đấy là cái tính ổn định của pháp luật. Hiệu quả của pháp luật nó phụ thuộc vào cái tính ổn định bền vững của pháp luật hay không. Chúng ta thấy rằng là ví dụ như ở Mỹ, ví dụ như là ở Anh, ví dụ như ở cả một số quốc gia ở châu Âu thì chúng ta thấy rằng là hiến pháp của họ rất là ổn định. Rất là ổn định, gần như là ít khi có sự thay đổi. Không chỉ là hiến pháp mà kể cả các cái hệ thống, các cái văn bản pháp luật trong các cái quốc gia đó gần như là ít khi có sự thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì là cái tính bền vững của pháp luật của họ cao và cái tính dự báo nó cũng diện, nó cũng rất là chuẩn. Còn pháp luật của chúng ta thì gần như là đang chạy theo sự phát triển của xã hội. Tức là cứ điều tiết đến đâu, có sự thay đổi đến đâu thì pháp luật của chúng ta thay đổi đến đó. Và gần như là cái tính ổn định của pháp luật của chúng ta chỉ mới mang tính chất tương đối, chỉ mới mang tính chất tương đối thấp. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là cái quá trình, cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam của chúng ta trong những năm gần đây gần như là nó vượt xa với các cái diện quy định của pháp luật. Và gần như pháp luật phải chạy theo cái sự phát triển đó. Thế thì cái này có một cái nhược điểm. Có một cái nhược điểm đấy là khi mà có một cái vấn đề phát sinh trong xã hội thì pháp luật chưa điều chỉnh, hay còn gọi là chưa có quy phạm pháp luật để điều chỉnh, thì nó làm giảm đi, nó làm hạn chế đi cái tính hiệu quả của pháp luật. Hay nói đúng hơn là nó sẽ giảm đi cái tính bảo vệ của pháp luật đối với cá nhân, đối với tổ chức, đối với nhà nước. Đặc biệt chúng ta thấy hiện nay là cùng với cái sự phát triển của xã hội cũng như là cái quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế thì pháp luật đầu cái hệ thống pháp luật đầu tư của chúng ta hiện nay chưa kịp chạy theo phát triển cùng với cái sự phát triển, tốc độ phát triển của xã hội. Ví dụ như là các cái cá nhân tổ chức nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam để phát triển kinh tế xã hội, và với cái chính sách của nhà nước đấy là mở cửa hội nhập và đón tiếp đón các cái chủ thể có khả năng vào đầu tư ở Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng là khi mà họ vào đầu tư ở Việt Nam thì vướng rất là nhiều về mặt thủ tục pháp lý, ví dụ như là pháp luật doanh nghiệp, ví dụ như là luật đầu tư, ví dụ như là các cái cơ chế chính sách của nhà nước chưa phù hợp để mà bảo vệ được các cái quyền và lợi ích chính đáng của họ. Chính vì thế mà chúng ta cần đặt ra một cái tiêu chuẩn, đó là pháp luật nó phải mang tính dự báo cao, và khi tính dự báo cao thì tính ổn định cũng như là tính bền vững của pháp luật sẽ cao. Đấy, như vậy thì đấy là cái tính hiệu quả của hoạt động pháp luật cũng như là xã hội học pháp luật nghiên cứu về tính hiệu quả của pháp luật. Cái thứ hai đấy là xã hội học pháp luật nghiên cứu về tính không hiệu quả của pháp luật. Ngược lại với tính hiệu quả của pháp luật là tính không hiệu quả của pháp luật. Đấy là gì ạ? Với cái tính hiệu quả của pháp luật, tức là pháp luật có đó không được xây dựng trên những quy luật của sự phát triển tồn tại của xã hội. Như tôi vừa mới trình bày các anh chị là pháp luật khi mà xây dựng nó cần phải được phát hiện, nó cần phải được phù hợp với sự phát triển, với cái tốc độ phát triển của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Thế thì nếu như mà pháp luật không theo kịp, nếu như pháp luật mà không khi xây dựng mà không tuân thủ cái quy luật phát triển của xã hội thì rõ ràng pháp luật sẽ đi ngược lại với tính hiệu quả, hay nói đúng hơn sẽ tụt hậu hơn so với tồn tại xã hội. Mà khi pháp luật tụt hậu hơn so với tồn tại xã hội thì rõ ràng cái cơ chế điều chỉnh của pháp luật nó không còn phù hợp nữa, và cái hiệu quả điều tiết của pháp luật nó không còn phù hợp nữa. Thứ hai là nếu như pháp luật đó xây dựng trái với lợi ích của đại đa số. Chúng ta thấy là pháp luật phong kiến của Việt Nam có những cái quy định như là trưng thu các cái sản phẩm của người nông dân,
rõ ràng cái này nó gây ra một cái dư luận, một cái phản ứng rất lớn, rất gay gắt, rất dữ dội đối với người nông dân. Bởi vì sao? Bởi vì cái sản phẩm họ làm ra họ phải được hưởng. Cái trưng thu này phải nằm ở một cái mức độ giống như ngày nay chúng ta gọi là thuế, thì nó chỉ là trích một phần chứ không thể là trưng thu tất cả. Thì cái việc mà quy định này nó sẽ phản ánh cái lợi ích của đa số. Chính vì thế mà cái giai cấp cầm quyền khi mà đặt ra các cái quy định của pháp luật, nó phải đảm bảo được lợi ích của đa số. Còn đại trái với lợi ích của đa số thì rõ ràng là tính hiệu quả pháp luật sẽ không có. Cái thứ ba, đấy là trái với sự tồn tại và phát triển của kinh tế xã hội. Kinh tế của chúng ta đang đi lên, sự phát triển kinh tế xã hội của chúng ta đang đi lên. Quá trình phát triển kinh tế của nhà nước đang trong quá trình hội nhập và chúng ta đi ngược lại với cái quá trình xây dựng pháp luật, tức là chúng ta không theo kịp cái quá trình phát triển đó, hoặc là chúng ta phủ nhận cái sự phát triển của kinh tế xã hội để chúng ta chủ quan, chúng ta duy ý chí, chúng ta bảo thủ trong quá trình xây dựng pháp luật, thì rõ ràng cái tính hiệu quả của pháp luật sẽ không có. Như vậy thì mục đích cuối cùng của giỏi học pháp luật khi mà nghiên cứu ở các cái góc độ khác nhau, các cái phương diện khác nhau của sự tồn tại pháp luật, của cái cơ chế điều chỉnh của pháp luật, của cơ sở hình thành của pháp luật, cũng như là các phương diện nghiên cứu của pháp luật, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mục đích cuối cùng đấy là người ta đánh giá về tính hiệu quả của pháp luật và tính không hiệu quả của pháp luật, từ đó làm cơ sở cho quá trình nâng cao hiệu quả của quá trình xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật. Như vậy thì với cái thời gian vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho các anh các chị toàn bộ các cái nội dung khái quát nhất về môn học, cũng như là chỉ dẫn với các anh các chị về những cái nội dung mà chúng ta cần phải học trong thời gian tới. Thế thì nhiệm vụ tiếp theo của các anh các chị là chúng ta đọc lại toàn bộ nội dung của chương 1 ở trong phần bài giảng quốc. Ngoài ra thì chúng ta nghiên cứu trước nội dung của chương 2, chương 3 cho đến chương 8 trong tài liệu, cũng như là trong bài giảng mà tôi đã trang bị cho các anh các chị. Hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc phần giới thiệu môn học ở đây. Chúc các anh chị có một cái thời gian tiếp cận cũng như là nghiên cứu môn học một cách hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.